Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Đại họa tiếp tục dồn dập đổ lên đầu phía Trung Quốc khi vào tối ngày hôm qua, trong một chương trình thời sự lúc 19:30, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin Trung Quốc tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh với cường độ 6,7 độ Richter, tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3.000 mét và cách thủ đô Bắc Kinh tầm 26 km. Trận động đất trên đã khiến cho những tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều thành phố lân cận rung lắc mạnh, các đồ vật trong nhà bị xô đổ, điện, đường, trường, trạm, cầu cống nơi sát với cả trận động đất trên đã bị vỡ nứt. Ngoài ra, trận động đất còn vùi lấp một căn cứ quân sự ở tỉnh Phúc Kiến. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm trên, Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc đã điều động máy bay trực thăng cùng cảnh sát cơ động và đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đang tiến hành với đống đổ nát để tìm kiếm những người mắc kẹt và mất tích. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 860 triệu nhân dân tệ. Theo những hình ảnh và những đoạn clip mà đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tối ngày hôm qua cho biết, có tới 300 ngôi nhà bị đánh sập và bị vùi lấp, 4 tuyến đê bao dọc con sông Hoàng Hà, sông Mekong và sông Dương Tử bị vỡ. Cộng thêm những trận mưa to đến rất to, không ngừng chút hàng triệu tấn nước mưa dội từ trên trời đổ xuống thủ đô Bắc Kinh cùng quảng trường Thiên An Môn và những thành phố khác làm cho cảnh ngập lụt như ngày tận thế. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tối nay cho đến hết tháng 9, mặt trời sẽ không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa lũ sấm sét, vòi rồng, vỡ đê, vỡ đập và động đất kinh hoàng. Bởi vì thời tiết cực xấu và cực đoan đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Trung Quốc chưa một năm nào họ thấy thời tiết lại bất thường như năm nay. Trung tâm dự báo, cảnh báo sóng thần động đất của quốc gia Trung Quốc nói rằng, các cơ quan chức năng cùng người dân phải hết sức lưu ý cũng như cảnh giác cao độ đối với con đập Tam Hiệp, vì nhiều khả năng nó sẽ không chịu được áp lực bởi những trận mưa lũ trong suốt những ngày vừa qua không có dấu hiệu chấm dứt. Nếu như tình trạng này còn kéo dài thì rất có thể con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ một thảm họa kinh khủng chắc chắn sẽ xảy ra. Thế giới sẽ được chứng kiến hơn 60 tỷ mét khối nước của con đập nhấn chìm và cuốn trôi 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới lúc đó sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Chính quyền Đảng Cộng sản của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ và nhiều khả năng Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm họa thê thảm nhất mà thế giới sẽ được chứng kiến. Kính thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua 83 ngày đêm không biết tới ánh sáng của mặt trời. Mưa lũ liên tục xuất hiện tại các tỉnh phía Tây, phía Đông, phía Nam, phía Bắc của Trung Quốc và đứng trước tình hình nguy hiểm trên, Trung tâm Dự báo Sóng thần của quốc gia Trung Quốc phát đi thông báo khẩn cấp, nói rằng người dân nên đi tránh trú gấp, hãy tìm những nơi an toàn như lên những đỉnh núi trên cao hoặc chạy sang các nước láng giềng, trong đó có nhờ cậy vào Việt Nam để trú ẩn tạm thời. Nếu không thảm họa trong một vài ngày tới, bước cho là vô cùng tàn khốc, bởi vì trên đảo Hải Nam, ngoài khơi Biển Đông của phía Trung Quốc đang xuất hiện một cơn bão siêu lớn giật trên cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ cho biết, hiện cơn bão đang có tốc độ di chuyển rất nhanh với tốc độ di chuyển lên tới 80 km/h. Tâm bão giật cấp 15, hiện nó đang càn quét ở ngoài Biển Đông. Sóng to, gió lớn đang cao ngất trời và nó đã đánh sập hai con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, san phẳng một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mất bao nhiêu công bồi đắp trái phép ở ngoài Biển Đông. Hiện tại, cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 50 km/h. Tâm bão đang xiên thẳng vào tỉnh Quảng Đông, sau đó sẽ sang tỉnh Quảng Tây và đi tiếp vào thủ đô Bắc Kinh. Sau đó nó lan ra thành phố Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Hồ Bắc. Nhiều khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nếu nó đi theo đúng quỹ đạo như vậy thì nhiều khả năng nhiều tuyến đê bao tại con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà và con sông Mekong sẽ bị vỡ và khi nó vỡ, nước lũ sẽ dâng cao làm vỡ tiếp con đập Tam Hiệp và một thảm kịch tàn khốc như ngày hủy diệt sẽ tàn phá Bắc Kinh. Và hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho tiến hành một cuộc họp gấp để đưa ra những phương án phòng chống bão kịp thời. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc có thể dùng vũ lực để đi xâm chiếm Biển Đông, đi bắt nạt nước yếu trong khu vực chứ động vào Mỹ, động vào Nga hoặc là động vào đất, động vào trời. Động vào mẹ thiên nhiên và đứng tối cao Đức Chúa Trời thì Trung Quốc chắc chắn sẽ bị san phẳng và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem màn kịch mà Trung Quốc sắp bị tàn phá như thế nào. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức đó cho quý vị vào bản tin sau. Còn bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến một cái tin được cho là rất hay khi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang lo sốt vó về việc thiếu lương thực cho người dân của Trung Quốc. Vì 83 ngày đêm vừa qua mưa lũ càn quét phá hủy hơn 1 triệu hectare đất nông nghiệp,
làm cho nền nông nghiệp của Trung Quốc bị thiệt hại một cách nặng nề, và Trung Quốc đang kêu gọi người dân phải tiết kiệm lương thực. Họ cũng kêu gọi một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tiếp tục tài trợ lương thực, ủng hộ tiền và vàng cho người dân lũ lụt của Trung Quốc để qua cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đến giờ phút này, trên thế giới không có một nước nào ra tay ủng hộ phía Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo và thương người dân Trung Quốc bị lũ lụt càn quét, mà bởi vì trên thế giới, hơn 200 nước đã mất lòng tin đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước đang quay lưng lại với cả ông ta. Trên thế giới bây giờ duy nhất chỉ còn một nước, đó là Campuchia của chính quyền ông Hun Sen là tài trợ hơn 20 tấn gạo cùng mì tôm cho người dân của Trung Quốc. Việt Nam với là quốc gia nhỏ bé chỉ bằng một thành phố lớn của phía Trung Quốc, với dân số thì ít ỏi và nền kinh tế thì vẫn còn đang khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam không khoanh tay đứng nhìn người dân của Trung Quốc bị lũ lụt. Do đó, vào tháng trước, chính phủ của Việt Nam đã quyên góp ủng hộ cho phía Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ, tương đương với 2,3 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng theo một nguồn tin tiết lộ rằng thì số tiền ủng hộ đó đã không tới người dân lũ lụt của Trung Quốc đại lục, mà số tiền đó chính quyền của ông Tập Cận Bình đã dùng cho việc tiêu xài cá nhân, nhà đầu tư và quân sự. Họ còn đầu tư thêm tiền để đóng mới một con tàu sân bay mang tên là Quảng Đông 3 sắp hạ thủy để tiến ra ngoài Biển Đông. Mục đích của phía Trung Quốc là để thị uy sức mạnh và gương oai với các nước trong khu vực, thách thức thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà lũ lụt hoành hành phía Trung Quốc. Nhưng 10 nước trong khối ASEAN và các nước trên thế giới không ủng hộ Trung Quốc. Họ nói rằng sẽ không bao giờ ủng hộ chính quyền của ông Tập Cận Bình, bởi vì nếu ủng hộ chính quyền của ông ta lại quay ra để đánh lại thì thật là đau đớn. Chính vì vậy mà nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và có cả Nga, nói rằng không những không ủng hộ Trung Quốc, các nước trên còn bắt chặt tay nhau để ra tay trừng trị Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừ khử Bắc Kinh. Bởi vì Trung Quốc chính là mối nguy hiểm cho toàn thế giới và phải trừng trị Bắc Kinh thì thế giới mới được bình yên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá xấu hay còn gọi là tin buồn đối với phía Trung Quốc. Hôm qua, tờ báo China Morning Post cho biết đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc gần như sắp bị vỡ bởi vì đỉnh lũ liên tục xuất hiện và vượt báo động đỏ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào 8 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương, đập Tam Hiệp đã đạt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi nó xây dựng đến bây giờ với lưu lượng dòng chảy đạt trên 75.000 mét khối nước trên giây. Đây được cho là đỉnh lũ cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo thời báo Hoàn Cầu thì 15 cửa xả của hồ chứa Tam Điệp được mở và xả 24/24 giờ nhưng vẫn chưa ăn thua gì so với lũ ở thượng nguồn đang dồn dập đổ về. Tính đến sáng ngày hôm qua, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã lên con số 65 tỷ mét khối nước và nếu như hồ chứa này vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và đây chính là một cái tin được cho là rất xấu đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết, bất chấp việc đập Tam Hiệp đạt đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử từ khi nó xây dựng đến bây giờ, nhưng các chuyên gia thủy lợi của phía Trung Quốc vẫn trấn an người dân bằng được nói rằng đập Tam Hiệp xây dựng với một kiến trúc kiên cố nhất trong thời đại của thế giới. Vì thế, đến quả bom nguyên tử đổ xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 cũng không thể nào đánh vỡ con đập Tam Hiệp được. Vì thế, những trận mưa lũ vừa qua chỉ làm mát con đập Tam Hiệp chứ không bao giờ đánh vỡ nó được. Tính đến nay, Trung Quốc đã trải qua 82 ngày đêm chưa biết tới ánh sáng mặt trời, mưa bão liên tục càn quét. Phía Trung Quốc, đứng trước tình hình đó thì tập đoàn Tam Hiệp, Bộ Thủy lợi và các cơ quan chức năng khác của Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các động thái giúp ngăn chặn lũ lụt. Theo tuyên bố của tập đoàn Tam Hiệp cho biết, nước lũ hạ lưu sẽ giảm xuống 3 tỷ mét khối nước sau nỗ lực xả thêm các cửa xả. Ngoài ra, hoạt động này sẽ làm giảm đáng kể áp lực kiểm soát lũ tại dự án Tam Hiệp và giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Nam và Hồ Bắc. Hiện cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình đã lập đàn cầu khấn cho ánh sáng mặt trời xuất hiện ở thủ đô Thiên An Môn. Tuy nhiên, theo cơ quan cảnh báo sóng thần và động đất của Trung Quốc cho biết, từ nay đến cuối tháng 8 và sang đầu tháng 9, Trung Quốc còn hứng chịu 3 trận động đất và những cơn mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút hàng triệu mét khối nước xuống nhiều thành phố tại khu vực phía Nam, phía Tây, phía Bắc và phía Đông của Trung Quốc. Theo thống kê thì trận lũ lụt mùa hè năm nay đã gây thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 27 tỷ đô la Mỹ và đây chính là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với cả chính quyền, ông Tập Cận Bình. Nhiều chuyên gia của quốc tế nhận định rằng, nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ trong một vài tuần tới. Nếu như Trung Quốc tiếp tục hứng chịu thêm những trận mưa to hoặc động đất và một vài cơn bão đổ bộ vào đất liền của Bắc Kinh và một vài cơn bão đổ bộ vào đất liền của Bắc Kinh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
kể từ mùa lũ ở tỉnh Giang Tây, cường độ và phạm vi rộng nhất đã xảy ra và quá trình mưa lớn với lượng mưa lớn nhất đã cơ bản kết thúc vào sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, lượng mưa lớn đã gây ra nguy hiểm cho hồ chứa, sạt lở đất, ngập lụt đất canh tác và một số khu vực của Giang Tây bị sập nhà. Từ tối ngày hôm nay, một đợt mưa lớn nữa sẽ đổ bộ vào Giang Tây. Theo trụ sở điều hành lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Trường Giang và sông Lệ An ở Giang Tây lần lượt trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1998. Vào lúc 7 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ tại trạm Than Cu thuộc lưu vực sông Trường Giang ở Giang Tây là 61,11m, cao hơn mức cảnh báo 6,11m. Mực nước tại trạm Du Phen Keng, thành phố Jingdezhen là 32,67m, cao hơn mức cảnh báo 4,17m. Mực nước trạm Sinh là 41,78m, cao hơn mức cảnh báo là 3,78m và gần đạt đỉnh lũ. Từ chiều 3 ngày trước đó đến 7 giờ ngày hôm qua, cường độ mưa của 3 quận ở Giang Tây vượt quá 320mm, 16 quận vượt quá 230mm, 43 quận vượt quá 150mm và lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 109mm. Khu vực mưa chủ yếu nằm ở đường sắt Chiết Giang, Giang Tây và Đông Bắc Giang Tây. Lượng mưa lớn dẫn đến nguy cơ vỡ hồ chứa, sạt lở đất, ngập lụt đất canh tác, nhà sập và lũ lụt ở một số khu vực. 640 hộ gia đình ở khu đô thị Jingdezhen bị ngập lụt và các khu vực trũng thấp của khu đô thị như phố cổ Shinshan ở quận Qingyupu, thành phố Nam Trang bị ngập. 5 hồ chứa nhỏ ở quận Fuliang, Leping và Yanju đang gặp nguy hiểm. Đối mặt với lượng mưa lớn, tất cả các vùng của Giang Tây đã chống lại lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt một cách hiệu quả. Và tối ngày hôm trước, Jingdezhen đã tổ chức chuyển khẩn cấp 6.680 người. Tỉnh Giang Tây đã giải cứu 1.174 người bị mắc kẹt do lũ lụt và gây nguy cơ của 5 hồ chứa đang gặp nguy hiểm bước đầu đã được kiểm soát. Về thảm họa cụ thể mới, các số liệu thống kê đang được thu thập. Hiện tại, khu vực mưa đã được chuyển ra khỏi Giang Tây. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy một đợt mưa lớn nữa sẽ đổ bộ vào Giang Tây từ tối ngày hôm nay. Bộ phận phòng chống lũ lụt các cấp ở Giang Tây tiếp tục sát cánh và nỗ lực giành thắng lợi trong công tác chống lũ lụt. Động đất ở Qinghai, Jiangsu. Lúc 7 giờ 49 phút ngày 15 tháng 11, một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Jiangsu, khu tự trị Tây Tạng Jiangsu, tỉnh Thanh Hải. Dư chấn tiếp tục xảy ra, trận động đất đã gây thương vong với số lượng lớn và làm sập nhà. Tính đến 17 giờ cùng ngày, trận động đất ở Jiangsu đã khiến 2.220 người thiệt mạng và 70 người mất tích, đồng thời hàng chục nghìn người bị thương trong trận động đất. Để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc của nhân dân các dân tộc trong cả nước đối với đồng bào đã hy sinh trong trận động đất Jiangsu ở Thanh Hải, Quốc vụ viện quyết định tổ chức quốc tang. Quốc hội, đại sứ quán và các lãnh sự quán sẽ bay ở nửa cột buồm và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trận động đất lớn nhất xảy ra vào lúc 7 giờ 49 phút với tâm chấn nằm ở huyện Jiangsu, khu tự trị Tây Tạng Jiangsu, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, có 3 phiên bản của độ sâu trọng tâm. Cụ thể là cách cục khảo sát địa chất 10km, cách cục động đất nhà nước Trung Quốc 33km và cách trường khoa học trái đất và không gian, đào khoa học và công nghệ Trung Quốc 15km. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng nó là 6,9 độ Richter. Các chuyên gia Nhật Bản cho biết năng lượng do trận động đất Jiangsu giải phóng tương đương với trận động đất lớn Hanshin năm 1995. Tất cả các thị trấn của quận đều không có điện. Làng Sihang gần đó, 99% ngôi nhà bị sập. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Jiangsu cho biết 70% các tòa nhà trường học và địa phương đã bị sập. Tâm chấn chỉ cách thị trấn Daegu, nơi có thủ phủ của bang, với khoảng 100.000 cư dân là 30km. Trong trận động đất, nhiều cư dân vẫn còn đang mơ màng. Hơn 85% các tòa nhà dân dụng xây trên núi bị sập và nhiều người bị vùi lấp. Cảnh sát vũ trang đã lao vào giải cứu. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị gián đoạn và thiếu lều, thiết bị y tế, thuốc men và nhân viên y tế. Theo Liu Ji, Giám đốc Phòng Dự báo của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, có 18 cơn dư chấn đã xảy ra ở huyện Jiangsu, Thanh Hải với cường độ 7,1 độ Richter và các cơn dư chấn sẽ thường xuyên xảy ra trong thời gian tới. Tính đến 8 giờ ngày hôm sau, mạng lưới của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.206 dư chấn của trận động đất Jiangsu. Trong đó, có 12 dư chấn có cường độ từ 3,0 độ Richter trở lên.
Lần đầu tiên vào lúc 8 giờ 52 phút cùng ngày, theo báo cáo mới nhất của CCTV, Chaowen TNC, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải, thủ phủ của bang Yushu, có 90% số ngôi nhà đã bị sập. Theo ghi nhận, hầu hết người dân địa phương vẫn chưa dậy, thương vong ngày càng nghiêm trọng. Trận động đất ở khu tự trị Tây Tạng Yushu ở tỉnh Thanh Hải đã khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 8.000 người bị thương. Liên lạc, điện thoại, cố định ở huyện Yushu bị gián đoạn và các ngôi nhà dân dụng địa phương bị sập nghiêm trọng. Các vết nứt đã xuất hiện trong một hồ chứa ở khu vực động đất và các nhân viên liên quan đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp như xả nước. Trận động đất Yushu ở Thanh Hải có quy mô lớn. Người ta nói rằng một số học sinh tiểu học đã bị chôn vùi. 600 cảnh sát vũ trang và binh sĩ đóng tại khu vực Yushu đã tham gia chiến dịch giải cứu từ trước. Lần thứ hai vào lúc 9 giờ 25 phút, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Yushu, tỉnh Thanh Hải với tiêu cự sâu 30 km. Kể từ khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra lúc 7 giờ 49 phút sáng, Yushu đã trải qua 4 đợt dư chấn liên tiếp với cường độ 4,8 độ Richter, 4,3 độ Richter, 3,8 độ Richter và 3,6 độ Richter. Đội cứu hộ động đất Trung Quốc đã túc trực, đang tìm hiểu về tình hình thiên tai tại địa phương và sẵn sàng đến khu vực này bất cứ lúc nào. Ga Sơn Nima, Phó Giám đốc Bộ phận tin tức của đài truyền hình tỉnh Yushu cho biết ảnh hưởng của trận động đất là rất lớn vì hầu hết các ngôi nhà ở địa phương đều là công trình dân dụng nên khi động đất đến, hầu như tất cả các ngôi nhà đều bị sập. Trận động đất đã gây ra thương vong và số liệu cụ thể vẫn đang được thu thập. Theo Ga Sơn Nima, khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội và đổ sập ngay lập tức. Chính quyền địa phương đang kêu gọi nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau tham gia vào công tác khai quật và cứu hộ. Tất cả cư dân của huyện Yushu đổ xô ra đường và đứng trước những ngôi nhà bị sập của họ. Theo thông tin từ mạng lưới động đất Trung Quốc, trước trận động đất mạnh 7,1 độ Richter lúc 7 giờ 49 phút, một số trận động đất mạnh từ 4 độ Richter trở lên đã xảy ra liên tiếp. Trận động đất ở Thanh Hải xảy ra ở 33,2 độ Vĩ Bắc và 92,2 độ Kinh Đông. Nó nằm ở thị trấn núi Thangkula, thành phố Gomut, tỉnh Haixi, tỉnh Thanh Hải. Công nhân đã đổ xô đến khu vực động đất nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đến các tòa nhà. Yu Mingti, giám đốc sở cảnh sát Thangkula thuộc sở công an thành phố Gomut, tỉnh Thanh Hải, nói với các phóng viên rằng tâm của trận động đất cách đồn cảnh sát núi Thangkula hơn 100 km và không có rung chuyển rõ ràng nào gần Tu Utu. Khi tín hiệu điện thoại di động không khả dụng, Xiao Penghu, phó giám đốc cục quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hongxin, người đang làm nhiệm vụ tại trạm bảo vệ suối Bunfort trong khu vực động đất, nói với các phóng viên rằng trận động đất không đáng kể. Zhao Lewei, phó giám đốc điều hành ban tuyên giáo đảng ủy công ty đường sắt Thanh Hải Tây Tạng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên CCTV rằng Thanh Hải Tây Tạng tuyến đường sắt không bị ảnh hưởng và việc vận chuyển vẫn diễn ra bình thường. Văn phòng tỉnh Thanh Hải đã rơi vào trạng thái chờ bất cứ lúc nào. Vào lúc 8 giờ 30 phút, Wang Xin, phó giám đốc Cục Khí tượng tỉnh Thanh Hải đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các bộ phận liên quan để sắp xếp cho công tác cứu hộ động đất và dịch vụ khí tượng ở huyện Yushu, quận tự trị Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải. Cục Khí tượng tỉnh ngay lập tức cử một đội cứu hộ đến khu vực bị động đất do phó giám đốc Jiang Guseng đứng đầu, đồng thời chuẩn bị lều, máy phát điện, trạm thời tiết di động khẩn cấp, thiết bị liên lạc di động, thuốc men, thực phẩm và các vật liệu khác để thực hiện công tác cứu hộ. Bộ phận khí tượng thuộc Đài quan sát khí tượng tỉnh Thanh Hải dự đoán tỉnh Yushu sẽ có nắng hoặc nhiều mây trong 3 ngày tới. Nhiệt độ hôm nay sẽ là từ âm 3 đến 12 độ C, nhiệt độ ngày mai và ngày kia là âm 4 đến 15 độ C và âm 1 đến 16 độ C tương ứng. Vào ngày tiếp theo có mưa rào ở Yushu County, Nampian County và Chengdu County và trời nắng có mây. Vì nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm, vui lòng giữ ấm khi trú ẩn ở bên ngoài trời. Theo thông tin mới nhất trên trang web của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, tính đến 11 giờ 30 phút sáng, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Yushu, Thanh Hải đã khiến 67 người thiệt mạng. Sau trận động đất Yushu ở Thanh Hải, 80% ngôi nhà ở trường tiểu học số 3 ở huyện Yushu, nơi có hơn 3.000 học sinh bị sập, hàng chục giáo viên dùng tay không đào đống đổ nát để giải cứu. Tính đến 21 giờ, tổng số 61 em đã được đào lên từ đống đổ nát, trong đó có 34 em đã chết.
Theo ước tính sơ bộ của hiệu trưởng Nima Jankai, toàn bộ 18 phòng học nhà gỗ bị sập và hơn 200 học sinh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sau khi trận động đất xảy ra, phóng viên đã ngay lập tức gọi cho Nima Jankai, hiệu trưởng trường tiểu học Yusu số 3 và hiệu phó Wen Ming, nhưng họ không thể qua được. Buổi trưa, phóng viên gọi điện cho Wen Ming. Tín hiệu điện thoại rất yếu và giọng của Wen Ming hơi khàn. Một vài học sinh đã đi hết và có rất nhiều học sinh bị thương. Wen Ming cho biết 18 phòng học kiểu nhà gỗ của trường đều bị sập, chiếm gần 80% số phòng học. Hai dãy nhà dạy học của trường không bị sập nhưng đã xuất hiện các vết nứt nghiêm trọng. Trường học bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng, không có lớp học vào thời điểm trận động đất xảy ra, nhưng một số học sinh đã tự học trong lớp. Một số em học trong các phòng học hoặc gần góc khuôn viên của những ngôi nhà gỗ gần vách tường bị sập. Đến khoảng 14 giờ, hiệu phó Wen Ming vẫn đang cùng các giáo viên khác tìm kiếm các học sinh khác trên đống đổ nát của ngôi nhà gỗ bị sập. Đến thời điểm này, nhà trường xác nhận có 25 học sinh tử vong. Ông cho biết, sau trận động đất, phụ huynh học sinh đổ xô đến trường đón con. Ngay sau đó, hầu hết những đứa trẻ đã được đưa đi, nhưng một số vẫn chưa tìm thấy. Các thầy, cô giáo và các phụ huynh đang nỗ lực tìm kiếm thì những tàn tích của ngôi trường bị sập gần như đã bị lật tẩy. Trong trận động đất, một giáo viên của trường tiểu học Sangwan đã bị đè chết bên lề đường và một số giáo viên khác bị gãy chân. Theo phó hiệu trưởng Wen Ming, một số người thân của giáo viên gặp nạn nhưng các giáo viên đã giải cứu học sinh càng sớm càng tốt. Bản thân ông cũng không có thời gian để về nhà xem xét. Lúc 20 giờ, phóng viên đã gọi điện cho Nima Jankai, hiệu trưởng trường tiểu học số 3. Nima Jankai nói với giọng gần như khóc, hơn 30 trẻ em đã chết và trời đang tối dần, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vào khoảng 21 giờ, hiệu trưởng Nima Jankai đã rời khỏi hiện trường cứu hộ của trường, liên hệ với các bộ phận liên quan để tiếp tục cứu trường. Hôm nay, chúng tôi đã đào được tổng cộng 61 học sinh từ đống đổ nát, 34 học sinh chết tại chỗ và 27 em còn lại vẫn đang trên sân chơi của trường. Tối qua, một trận mưa lớn đổ xuống Quảng Châu khiến khu đô thị ngập úng làm 4 người tử vong. Một trận mưa lớn vào đêm qua đã gây ra nhiều thảm họa như ngập úng và lở đất ở khu vực thành thị Quảng Châu. Tính đến 20 giờ 47 phút ngày hôm nay, đã có 4 người chết. Vẫn còn mưa lớn ở đồng bằng sông Châu Giang phía Tây Quảng Đông và các nơi khác trong ngày hôm nay. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Châu, trận mưa bão có cường độ lớn, lượng mưa khu vực lớn, phạm vi rộng và lượng mưa tính theo giờ trong trận mưa bão đã vượt kỷ lục lịch sử. Trong số đó, quận Hoàng Phố ghi nhận lượng mưa tối đa hàng giờ của thành phố là 177,8mm và lượng mưa tối đa trong 3 giờ là 298,5mm. Cả hai đều phá vỡ cả giá trị cực đoan lịch sử của quận Hoàng Phố. Một trận lở đất và lở đất nhỏ đã xảy ra tại biệt thự Minh Quan ở quận Hoàng Phố khiến 4 ngôi nhà bị sập và 2 người thiệt mạng. Các phương tiện bị mắc kẹt trong đường hầm đại lộ Khai Nguyên ở quận Hoàng Phố khiến 2 người chết đuối. Theo China Weather Network, trong ngày mai và trong vài ngày tới ở phía Tây Quảng Đông, đồng bằng sông Châu Giang và các nơi khác vẫn có mưa dông. Cục bộ sẽ có mưa to, thỉnh thoảng có mưa rào ở các khu vực khác. Nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi trong tỉnh vào khoảng 30 độ C đến 33 độ C. Dự báo cuối tuần này, các thành phố và quận như Thiều Quan, Thanh Viễn cũng sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to và dông, mưa to cục bộ tại các thành phố và quận khác. Lượng mưa có thể gây ra các thảm họa như lở đất và lở núi. Trận mưa lớn chỉ trong một đêm khiến thành phố ngập úng, thiệt hại nặng nề về người và của. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về hệ thống thoát nước của thành phố. Vượt kỷ lục lịch sử chắc chắn không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm phải không? Rằng mỗi khi kỷ lục siêu lịch sử vượt quá số người chết có phải là người không? Phòng chống ngập úng đô thị là việc nên làm trong thời bình và có lợi trong tương lai, nhưng thành tích kiểu này thường là vô hình. Bạn có động lực để làm điều đó không? Netizen chỉ ra rằng đô thị phát triển quá nhanh, hệ thống thoát nước đô thị xuống cấp nghiêm trọng không theo kịp nhịp và thiết kế hệ thống thoát nước không phù hợp với khí hậu mưa nhiều ở miền Nam. Quý vị thân mến, bị ảnh hưởng bởi những trận mưa liên tục trong nhiều ngày, lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo đã xảy ra ở Jiangxi, Futuxi và Yeosi ở thượng lưu sông Minjiang ở Phúc Kiến vào ngày hôm qua. Hơn nữa, vẫn sẽ có mưa mạnh ở khu vực phía Bắc Phúc Kiến trong tuần tới và công tác phòng chống úng ngập ở thành thị và nông thôn, sạt lở đất, lũ quét cục bộ và các thảm họa khác sẽ trở nên nổi bật hơn. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến tiết lộ vào sáng ngày hôm qua rằng vào lúc 5 giờ cùng ngày, các trạm Jiangxi Pucheng đã vượt mức nước cảnh báo là 0,85m, Yanjiang Station vượt mức nước cảnh báo là 2,44m,
Suzy vượt mực nước cảnh báo là 0,82m, Dongyu vượt mực nước cảnh báo là 1,69m và Kili Street đã vượt mực nước cảnh báo 0,34m. Trạm Futushi Wangyang vượt mực nước cảnh báo là 0,17m và trạm Yangku vượt mực nước cảnh báo là 0,9m. Các trạm Yoshibamian vượt mức nước cảnh báo lần lượt là 0,16m và Wenjiang vượt mức nước cảnh báo là 0,24m. Đồng thời, mực nước của hồ chứa Suku trên sông Minjiang đạt 59,61m vào lúc 6 giờ. Lưu lượng dòng chảy vào là 10.700m3 mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra là 11.900m3 mỗi giây. Mưa lớn đã rơi ở Phúc Kiến vào trước đó một ngày và có nhiều trận mưa lớn trong thời gian ngắn ở các khu vực địa phương, bao gồm mưa to đến mưa lớn ở Nam Bình, San Minh và Long Yan. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 18 huyện, thành phố có lượng mưa từ 35 đến 59,9mm, 19 huyện, thành phố có lượng mưa từ 60 đến 109,9mm, 5 huyện có lượng mưa trên 110mm, quận với Nanping, Pucheng 171mm là lớn nhất. Phúc Kiến đã phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào sáng ngày hôm nay. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, từ ngày hôm nay đến ngày mai, ba thành phố Nam Bình, Tam Minh, Minh Đức và phía Tây Bắc Long Nham nhiều mây, có mưa rào vừa hoặc dông, có nơi mưa to đến rất to. Các thành phố còn lại sẽ nhiều mây, có mưa rào nhẹ đến mưa vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Các chuyên gia khí tượng Phúc Kiến cho biết, theo phân tích tình hình thời tiết hiện tại, vành đai mưa nằm ở miền Nam Trung Quốc trong giai đoạn đầu sẽ di chuyển lên phía Bắc đến Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những ngày tới. Phúc Kiến nằm ở phía Nam của vành đai mưa chính và lượng mưa ở khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục trong tuần tới. Do lượng mưa mạnh liên tục trong giai đoạn đầu nên lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ còn mạnh và liên tục trong thời gian tới. Cần đặc biệt lưu ý đề phòng ngập úng đô thị và nông thôn, sạt lở đất, lũ quét cục bộ và các thiên tai khác. Động đất ở Lệ Giang. Vào lúc 19 giờ 14 phút ngày thứ hai tuần qua, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã xảy ra tại Lệ Giang, gây ra nhiều thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng. Sau cú sốc chính, có 2.529 dư chấn, trong đó dư chấn lớn nhất là 6 độ Richter. Sức lan tỏa của động đất khá lớn. Các tòa nhà ở Lệ Giang, Heqing, Yongdian, Yanchuan, Eriwan và những nơi khác bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Khoảng 20% số nhà ở thành phố Lệ Giang và các khu vực lân cận bị sập. 51 thị trấn bị ảnh hưởng bởi thảm họa với dân số 1,075 triệu người và hơn 300.000 người bị ảnh hưởng nặng nề. Con số thương vong là 17.221 người, trong đó có 309 người chết, 3.925 người bị thương nặng, hơn 350.000 ngôi nhà bị sập, hơn 609.000 người bị hư hại, hơn 30 triệu kg lương thực bị mất trắng. Trận động đất với một vết nứt hơn 6 độ đã phá hủy một khu vực rộng 18.720 km2 với một vết nứt 9 độ ở tâm trấn. Quận Jindu bắt đầu từ phía bắc của Daegu, huyện Lija, phía nam đến Tân Dương Tây, phía nam của thành phố Lệ Giang, phía đông từ Genhua, dòng Da Đông, phía tây đến dòng núi Tiết Wenhai Yulong có diện tích khoảng 1.225 km2. 6 độ mới của thị trấn Men Sang ở quận Jingdu, Kaiwan, Zhonghai, Baisa, Township Wenwu, Rongwa và các làng khác ở thị trấn Hoàng Sơn đã bị thiệt hại bất thường 10 độ. Trận động đất mạnh xảy ra ở vùng núi và thung lũng ở Tây Bắc Vân Nam, nơi người Nasi, Bai, Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác cùng sinh sống. Những ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất là những ngôi nhà dân dụng của người dân tộc thiểu số, sau đó là những ngôi nhà bằng gạch và gỗ, những ngôi nhà kết cấu khung và bê tông tương đối nhẹ, những ngôi nhà kiên cố và chất lượng xây dựng tốt về cơ bản còn nguyên vẹn hoặc chỉ bị hư hại nhẹ sau trận động đất. Cô chủ của nhà trọ Nasi Jindi ở thành phố Cổ kể lại rằng khi trận động đất ở Lệ Giang xảy ra, nhiều ngôi nhà kết cấu bằng gỗ không bị sập, các công trình điện, giao thông, thông tin liên lạc và thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng. Trạm điện trong Giang Hề bị hư hại nghiêm trọng và việc cung cấp điện đã bị ngừng. Mặt cầu sông Yulan, Jinsa trên tuyến số 214 của đường cao tốc Vân Nam Tây Tạng bị nứt và cấu trúc tổng thể bị nhấn chìm. Trận động đất đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4 tỷ nhân dân tệ, là một thành phố lịch sử và văn hóa quốc gia. Huyện Nasi, tỉnh tự trị Lệ Giang Nasi cũng đã bị đe dọa bởi trận động đất. Số người chết lên tới 290 người, chiếm 90% tổng số người và 3.736 người bị thương nặng, chiếm 95% tổng số. Du khách Trung Quốc và nước ngoài đang ở hẻm núi Tiger Leaping, nổi tiếng thế giới vào thời điểm động đất, cũng cảm nhận được trận động đất.
các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Hỗ trợ khẩn cấp được cung cấp bởi Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan và các tổ chức khác. Tỉnh Vân Nam đã nhận được các khoản tài trợ trong và ngoài nước là 114 triệu nhân dân tệ, 102 triệu đô la Hồng Kông, 700.000 đô la Mỹ, 100,3 triệu yên Nhật và 5 triệu mạc. Hơn 10 máy bay đặc biệt nước ngoài và các chuyến bay Hồng Kông, Kowloon đã vận chuyển gần 100 tấn vật liệu cứu trợ khác nhau. Chưa đầy 20 phút sau trận động đất, các đồng chí có trách nhiệm của Ủy ban Quản lý Khu du lịch tỉnh Núi Tuyết Lệ Giang, Yêu Long và Tổng công ty Phát triển đã thành lập một nhóm chỉ huy cứu trợ động đất trong đêm và chia khu vực phát triển và thành phố cổ thành hai nhóm công tác để kiểm tra thảm họa. Đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, đã nắm được toàn bộ thiệt hại của các công trình xây dựng trong khu phát triển và thiên tai của người lao động. Đồng thời báo cáo tình hình kịp thời lên tỉnh ủy và phòng hành chính. Ngày thứ hai, tất cả nhân viên của cơ quan đều có ý thức đến đơn vị để cứu trợ động đất, khắc phục hậu quả thiên tai, không ai bỏ chức, chảnh màng nhiệm vụ. Trong tâm chấn và sau trận động đất, Ủy ban Quản lý Du lịch, lãnh đạo chính của trụ sở chính và lãnh đạo chính của doanh nghiệp đã 4 lần đến nhà các công nhân bị ảnh hưởng để chia buồn, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy và phòng hành chính ứng phó với thiên tai, vận động nhân viên quyên góp tiền, vật chất, trao 4.670 nhân dân tệ và hơn 320 bộ quần áo cho dân phòng. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng như nước, điện, tiếp cận, thông tin liên lạc và nước thải trong khu vực phát triển ở các mức độ khác nhau và các cơ sở không thể sử dụng bình thường. Riêng thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng đã lên tới 4,76 triệu nhân dân tệ. Ban quản lý lữ đoàn và trụ sở chính không đợi cấp trên cứu trợ thiên tai mà đã tự lực tiến công, sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hư hỏng trong nửa đầu năm. Vân Nam là một phần của vành đai địa chấn vành đai Thái Bình Dương và vành đai địa chấn Á Âu. Nó nằm ở phía đông của khu vực va chạm giữa mảng Ấn Độ Dương và mảng Á Âu. 4% diện tích đất của Trung Quốc đã chịu đựng và trải qua 20% về lượng trận động đất hủy diệt trung bình trên toàn quốc. Và những khu vực có thể xảy ra động đất hủy diệt chiếm khoảng 84% diện tích đất liền của tỉnh. Một trận động đất mạnh từ 7 độ Richter trở lên đã xảy ra hàng năm. Trong vòng 30 năm, chỉ có 8 trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên sẽ khiến 18.210 người chết, 50.000 người bị thương nặng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, 28 con sông có mưa lớn ở Quảng Tây hiện đã vượt mức cảnh báo và nhóm công tác kiểm soát lũ quốc gia hướng dẫn công tác kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước các sông Quý Giang, Tấn Giang và Tây Giang ở Quảng Tây tiếp tục dâng cao, vượt mức cảnh báo và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số khu vực. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Châu Giang đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 để kiểm soát lũ lụt. Đây là ứng phó cấp độ thứ 2 đầu tiên được đưa ra kể từ mùa lũ năm nay. Hôm nay, Tổ công tác Tổng hợp Quốc phòng đã đến tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông khu tự trị để kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt tại lưu vực sông Châu Giang. 9 giờ sáng nay, Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ có mưa to đến rất to ở Hai Chi, Liễu Châu, Quế Lâm, Hà Châu, Lai Bình và các nơi khác thuộc Bắc Bộ. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo đợt mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày mai. Dự báo trong 3 ngày tới, lượng mưa lớn ở Quảng Tây vẫn chủ yếu rơi vào các khu vực phía Bắc Quảng Tây, có nơi mưa to đến rất to, vùng Đông Bắc Quảng Tây có mưa. Vào lúc 9 giờ sáng nay, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đưa ra cảnh báo lũ màu xanh. 41 trạm trên 28 sông đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo từ 0,01 đến 3,74 m và lũ lụt ở các thị trấn thuộc sông Tương Giang gần một lần trong 20 năm qua. Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong mùa lũ, nhiều hồ đã được mở liên tiếp để xả lũ, trong đó có hồ chứa vừa lớn nhất Liễu Châu là Singuen River Riversoy. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa gần đây, sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang có trận lũ lớn số 6 trong năm nay, sông Bắc Giang có trận lũ số 4 trong năm nay và lưu vực sông Châu Giang lại một lần nữa trải qua một trận lũ lớn giống như lưu vực. Theo dự báo thời tiết, từ ngày hôm nay đến ngày mai, trên lưu vực sông Châu Giang vẫn có mưa lớn. Dự báo mực nước sông Tây Giang có thể tiếp tục lên và duy trì mực nước cao trong thời gian dài. Có thể xảy ra một trận lũ lớn trên sông Bắc Giang. Nguy cơ lũ quét và thiên tai lũ quét ở một số khu vực là cực kỳ cao. Chiều qua, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại điểm vui chơi dưới nước Long Cao Gu ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều du khách đã bị cuốn trôi gây thương vong nghiêm trọng. Các quan chức Penju hôm nay cho biết rằng 3 người bị thương nặng đã chết
sau khi được cấp cứu không thành công tại bệnh viện và số nạn nhân đã tăng lên 7 người, 8 người khác bị thương nhẹ. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gần hoàn tất. Công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai cho gia đình các nạn nhân. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, Long Cao Gu, thị trấn Long Men San, thành phố Bành Châu là khu vực thiên tai địa chất cấp 3, dễ xảy ra thảm họa dòng chảy và núi lửa. Năm 2015 và 2017 đã xảy ra thảm họa lũ lụt do nước gây ra, cả nhân viên bị cuốn trôi hơn 100 mét. Ban phòng chống lũ lụt và phòng chống thiên tai phù của Bành Châu yêu cầu tất cả nhân viên bị cấm xuống sông. Kiong Water là một dòng nước núi nguy hiểm phun trào sau trận mưa lớn cục bộ ở khu vực miền núi vào mùa hè. Nếu ai đó tình cờ ở dưới sông hoặc bên sông, thường là quá muộn để thoát thân và bị dòng nước cuốn trôi trong tích tắc. Nhìn chung hạ lưu sông nắng đẹp nhưng thượng nguồn mưa lớn bất ngờ gây lũ quét. Một trận lũ quét xảy ra tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải cũng đã khiến ít nhất 17 người chết và 17 người mất tích. Và lúc 10 giờ 25 phút tối thứ Tư, trận lốc xoáy trên núi xảy ra sau trận mưa lớn ở huyện Đại Đồng gây ra lở đất và làm chuyển dòng sông. Tổng cộng hơn 6.200 người ở hai thị trấn địa phương bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ tối thứ Năm, 17 người đã thiệt mạng và 17 người mất tích do thảm họa. Các video trực tuyến cho thấy huyện Đại Đồng hỗn loạn sau thảm họa. Hầu hết các ngôi nhà bị cuốn trôi, mặt đất đầy sỏi và bùn. Văn phòng chỉ huy tình trạng khẩn cấp tỉnh Thanh Hải cho biết, sau khi kiểm tra tại chỗ của các bộ phận tài nguyên thiên nhiên, thủy lợi và khí tượng đã phân tích toàn diện ba nguyên nhân gây ra thảm họa, bao gồm cả lượng mưa liên tục gần đây khiến nước trong đất đạt hoặc gần bão hòa, lượng mưa ngắn và cường độ mạnh. Ngày thứ Tư, lượng mưa lớn vào chiều tối khiến lưu lượng sông tăng đột biến lên khoảng 100 mét khối mỗi giây, gây lũ quét. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn tại một số ngôi làng ở thành phố Bắc Lưu, Quảng Tây đã xảy ra sạt lở đất. Tính đến 8 giờ 30 phút tối nay đã có 7 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Mưa lớn đã đổ xuống thành phố Belieu. Một số ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng với sạt lở đất, lũ bùn và cây đổ. Trong số đó, Dakun, làng Cao Tang, làng Da Lu Dong của thị trấn Sinh Phen và làng Giang Dao của thị trấn Long Seng đã phải hứng chịu thảm họa lở đất. Hiện tại, các thảm họa mà thành phố Benyu phải gánh chịu chủ yếu là sạt lở đất. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại 4 thôn trên xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn với 486 điểm sạt lở. Theo thông tin do Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn từ 3 ngày trước đó, 64 đoạn sông thuộc 39 con sông bao gồm Tây Giang, Lưu Giang, Quý Giang và Tương Giang đã xảy ra lũ từ 0,04 đến 3,83m trên mức cảnh báo. Siêu báo động lớn nhất là đoạn sông thuộc huyện Rong Giang, Rong Xui. Lúc 8 giờ 30 phút ngày hôm qua, đỉnh lũ cấp 2 Tây Giang đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 20,31m, vượt mức nước cảnh báo 1,81m, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục trong khu vực tái phán và trận lũ ở Tây Giang trong năm nay. Mực nước của sông Tiền Giang và sông Tân Giang ở Quý Bình, Quảng Tây tiếp tục ở mức cao, trong đó sông Tiền Giang và sông Tân Giang có mực nước cao nhất trên mức cảnh báo kể từ mùa lũ năm nay. Vào sáng sớm ngày hôm qua, thị trấn Long Tan, huyện Bombay, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn liên tục. Một số con đường và nhà ở vùng trũng thấp bị ngập lụt. 8 người ở làng Mau Pao, Si Ying, thị trấn Long Tan đã bị lụt bao vây trong một thời gian, nhưng đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu và sơ tán đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Cục Thủy lợi Liễu Châu, Quảng Tây, kể từ ngày đầu tuần, thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất và kéo dài nhất kể từ mùa lũ năm nay và 5.753 người trong thành phố đã ở trong tình trạng khẩn cấp. Động đất ở Bao Đầu. Trận động đất Bao Đầu có 3 kỷ lục về trận động đất ở thời hiện tại. Một là trận động đất 6,4 độ Richter đã xảy ra năm 1996, ít thương vong nhưng thiệt hại kinh tế rất nghiêm trọng. Trận động đất 2,8 độ Richter xảy ra vào lúc 8 giờ 23 phút vào năm 2007, không có thương vong. Vào lúc 7 giờ 5 phút tuần vừa qua, một trận động đất 3,8 độ Richter đã xảy ra ở Taman Mauning United Banner. Vào năm 1916, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở Hai Hô Tông, Bao Tu. Trận động đất này là thảm họa động đất lớn nhất ở Nội Mông kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên sau trận động đất ở Đường Sơn năm 1976, một trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên gây thảm họa tại một thành phố đông dân trong tổng số 1 triệu người. Trận động đất chỉ cách khu đô thị Bao Đầu 10 km.
Đến ngày hôm sau, có tổng cộng 254 cơn dư chấn đã xảy ra. Trận động đất khiến 26 người thiệt mạng và 364 người bị thương, trong đó có 60 người bị thương nặng và 5 người mất tích. Diện tích thiệt hại về nhà cửa gần 20 triệu mét vuông, trong đó có gần 430.000 mét vuông bị phá hủy. Dân số 2,1 triệu người, gồm 9 quận và 87 thị trấn. Một số ống khói bị sập ở quận Thanh Sơn, quận Kudujun và quận Chinguai của thành phố Bao Đầu và một số tòa nhà bị nứt. Đường dây cấp điện L10 kV từ Bao Tu đến Guiyang bị gián đoạn, gây mất điện ở quận Guiyang. Vào lúc 0 giờ 14 phút sáng ngày hôm đó, văn phòng khu vực Miyang báo cáo rằng hồ chứa số 2 với dung tích chứa 4 triệu mét khối trong khu vực tiểu bình Enjebe của Miyang Jabat Banner trên bờ nam của sông Hoàng. Sau trận động đất, khoảng hơn 10.000 mét khối đất của con đập đang trong tình trạng nguy hiểm. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do trận động đất gây ra là khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất này là một trận động đất trực tiếp tại đô thị điển hình. Cường độ của hầu hết các khu vực ở Bao Đầu là 6 hoặc 7 độ Richter và một số điểm là 8 độ Richter. Thành phố Bao Đầu là một thành phố công nghiệp lớn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. So với các thành phố khác thì những công trình cũ kỹ nên đã bị phá hủy trong trận động đất này nên tổn thất càng lớn. Sau trận động đất, nhà cửa nói chung bị nứt và hư hại, nhà ở riêng lẻ bị sập, đường cao tốc và cầu bị hư hỏng, đường bị chặn, hồ chứa và đập bị nứt, sạt lở đất, sạt lở núi, các công trình thủy lợi ở nông thôn và mùa vụ bị hư hỏng, nhiều nguồn cung cấp nước ngầm, đường ống dẫn khí đốt, lò sưởi ở khu vực thành thị bị hư hỏng nặng, trường học, bệnh viện bị hư hỏng nặng. Một số thiết bị quan trọng như dụng cụ chính xác cao của các doanh nghiệp lớn, đơn vị nghiên cứu khoa học bị hư hỏng nặng. Trận động đất này đã gây thiệt hại vừa phải cho 10% số tòa nhà ở khu vực thành thị và 48,7% số căn nhà gỗ, tổng diện tích 4,67 triệu m2 và khu vực nông thôn là 600.000 m2. Tổng cộng 5,27 triệu m2 nhà ở đã bị hư hại ở các khu vực thành thị và nông thôn hơn một tháng sau trận động đất. Khoảng 250.000 người vẫn phải sống trong các khu trú ẩn tạm thời chống động đất. Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng nhiều cơ sở của thành phố và các dự án hồ chứa huyết mạch ở khu vực Bao Đầu. Hệ thống mạng lưới phân phối và cấp nước dài 1.100 km của thành phố có 220 km bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 26 km trong tổng số 242 km đường ống dẫn khí đốt của thành phố đã bị hư hỏng. Hồ chứa Kudulun, một trong những hồ chứa nguy hiểm quan trọng trong cả nước đã bị hư hỏng. Dầm chính và trụ cầu của cầu thép Bao Đầu dài 300 m bị hư hỏng nặng. Các trụ của cầu giữa thép Bao Đầu có vết nứt và sụt lún, mặt trên có vết nứt và bị dịch chuyển nghiêm trọng. Ba tổ máy 100.000 kW tại nhà máy điện Bao Đầu số 1 và nhà máy điện số 2 bị ngừng hoạt động trong một thời gian. Nhiều thiết bị trong trạm biến áp bị hư hỏng, một số thiết bị bưu chính, viễn thông và thông tin liên lạc bị hư hỏng. Một số lượng đáng kể trường học và bệnh viện không hoạt động bình thường. Có 233 trường tiểu học Trung Quốc ở thành phố Bao Đầu với tổng số 344.000 m2 trường học bị hư hại từ mức trung bình trở lên, chiếm 31% tổng số trường tiểu học Trung Quốc trong thành phố và 24,4% tổng diện tích xây dựng trường học, khiến hơn 200.000 học sinh tiểu học Trung Quốc không thể đến lớp bình thường. Có 18 bệnh viện trên địa bàn thành phố với tổng diện tích công trình y tế bị hư hỏng từ mức độ trung bình trở lên là 124.000 m2, chiếm 45% tổng số bệnh viện và 36,5% tổng diện tích các công trình y tế. Buộc một số bệnh viện có các khoa phòng điều trị ngoại trú đều phải chuyển đến các lều, nhà đơn sơ bên trong để hoạt động. Trận động đất đã làm thiệt hại hơn 1.200 doanh nghiệp ở Bao Đầu ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Trong đó có 6.029 bộ thiết bị công nghiệp bị hư hỏng, diện tích kênh công nghiệp bị hư hỏng lên tới 4,71 triệu m2. Trận động đất đã làm hư hại 49 ngôi làng và thị trấn ở các khu vực nông thôn và mùa vụ của thành phố và Sumu ở các mức độ khác nhau và một số ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, 150.000 trong số 220.000 người ở 16 thị trấn trong quận đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. 5 người chết, 208 người bị thương nặng, 1.173 người bị thương nhẹ và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 425 triệu nhân dân tệ. Sau mỗi đợt thiên tai, động đất đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền trung ương, tỉnh, địa phương và các tầng lớp xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ sau trận động đất,
1.436 chiếc giường và chăn bông, 4.250 chiếc áo bông, 2.000 bộ quần bông, 1.000 chiếc chăn, 200 chiếc lều và 300.000 mét vuông vải dệt đã được tiếp nhận sau trận động đất, 1,02 triệu kg gạo và 2.500 thùng nhựa, tổng cộng 115 xe đã nhận các vật dụng trong nước như lều bạt, thuốc men. Chính quyền tỉnh đã phân bổ 150 triệu nhân dân tệ để trùng tu và tái thiết. Anh Tang, sống tại tầng 5, khu 64, quận Kun, thành phố Bà Đầu cho biết, anh đang xem TV trên ghế sofa thì bất ngờ phát ra tiếng kêu vo vo, trần nhà và cả mặt đất đồng loạt rung chuyển. Khi anh ấy nhận ra thì mọi chuyện đã kết thúc. Tối hôm đó, anh Feng ở cộng đồng đường Sinh Phu số 1, quận Thanh Sơn, thành phố Bà Đầu, đang lướt Internet ở nhà thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng rầm, đồng thời cảm thấy mình chìm xuống và máy tính tự động đóng. Phản ứng theo bản năng khiến anh lao ra cửa, nhưng anh còn chưa chạy ra khỏi nhà thì ngoài cửa đã có tiếng người chạy. Khi anh ấy xuống lầu, rất nhiều người đã tập trung. Sau khoảng nửa giờ, mọi người lần lượt trở về nhà. Theo báo cáo, hầu hết những người ở ngoài trời đều không cảm nhận được sự xuất hiện của một trận động đất. Theo bản tin của CCTV, một số ngôi nhà ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Vĩnh An, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến đã bị sập vào rạng sáng thứ ba do lượng mưa lớn khiến nhiều người bị mắc kẹt và ít nhất 3 người chết. Các chi tiết của vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Theo báo cáo từ Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến ngày hôm qua, từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm qua, tổng cộng 22 sông và 30 trạm đã vượt mức nước cảnh báo từ 0,31 đến 4,56 mét. Trong số đó, các con sông trên toàn lãnh thổ Long Yan vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt từ 0,86 đến 1,38 mét trên mực nước đảm bảo đã xảy ra tại trạm Meli, Sachian và nhánh sông Wen Kunchi, Siatao Station của Samin Sasi. Thống kê từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm qua cho thấy 429 thị trấn ở 39 quận ở Phúc Kiến vượt quá 70mm, trong đó 174 thị trấn ở 27 quận vượt quá 120mm, với thị trấn Lai Phang, quận Kinh Liêu, thành phố Tam Minh, 288,6mm là lớn nhất. Lượng mưa hàng giờ là 88,5mm ở thị trấn Gutian, huyện Lian Chen, thành phố Long Yan. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực ở Long Yan và Sa Minh, Phúc Kiến. Đội cứu hỏa tỉnh Phúc Kiến tiết lộ rằng từ 0 giờ đến 5 giờ 30 chiều ngày hôm kia, đội cứu hỏa của tỉnh đã nhận được tổng cộng 58 báo cáo của cảnh sát liên quan đến lượng mưa lớn, trong đó 43 ở Long Yan và 15 ở Sa Minh, chủ yếu là các tình huống cần cảnh sát chuyển đi. Tổng cộng 629 nhân viên cứu hỏa và 34 thuyền kayak đã được điều động để hỗ trợ chuyển 423 người sơ tán và giải cứu 10 người bị mắc kẹt. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn State Grid Fujian Electric Power cho biết, lượng mưa lớn khiến một số đường dây tải điện ở Phúc Kiến không hoạt động do thiên tai địa chất. Đến ngày hôm qua, toàn tỉnh mất điện tổng cộng 91.600 người. Hồ Nam mưa xối xả cũng khiến 10 người chết, 3 người mất tích, gần 1,8 triệu người và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Tỉnh Hồ Nam đã bước vào mùa lũ chính một cách toàn diện. Từ một tuần nay, quá trình mưa có thời gian dài nhất và cường độ mưa lớn nhất trong năm đã xảy ra, gây ra một số vụ sạt lở đất và sụp đổ các tòa nhà và một số lượng lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp và nông nghiệp bị hư hỏng. Tính đến ngày hôm nay, 1.794.500 người ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 10 người chết và 3 người mất tích do thảm họa, 1.195 ngôi nhà bị hư hỏng và 2.766 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,074 tỷ nhân dân tệ. Dịch vụ tin tức Trung Quốc đưa tin chính quyền tỉnh Hồ Nam đã thông báo cho công chúng về việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cho biết kể từ mùa lũ năm nay, lượng mưa ở Hồ Nam đã cao hơn 20% so với bình thường, đặc biệt là kể từ cuối tuần trước đó, lượng mưa đợt này nhiều hơn so với bình thường. Cường độ, thời gian dài và các vùng trồng lấn gần như lan rộng ra toàn bộ Hồ Nam và cường độ mưa ở nhiều điểm đã vượt quá hoặc gần với mức cực đoan lịch sử. Lượng mưa lớn khiến diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh và 1,4424 triệu hecta, 22 thành phố bị ngập lụt, 88 mái ta luy bị hư hỏng do ngập lụt trên các tuyến đường cao tốc trong tỉnh. Thiết bị phân phối điện một số khu vực bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khoảng 560.000 người. Lượng mưa lớn cũng gây thiệt hại cho 3 hồ chứa và các công trình khác ở các mức độ khác nhau. Vân Nam và Quảng Tây có mưa liên tục, mưa xối xả gây lũ lụt, khiến nhiều người thiệt mạng và mất liên lạc. Tại Quảng Tây, 3 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học, 2 em đã tử vong sau khi được cứu. Sáng thứ Tư, tại thị trấn Đa Tang, huyện Tân Thành,
thành phố La Bìn, tỉnh Quảng Tây, mưa lớn đã xảy ra lũ lụt, 3 trẻ em bị cuốn trôi. Anh Chen, một người dân tham gia cứu hộ cho biết, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng hôm đó, anh thấy rất đông dân làng tụ tập khi kiểm tra hàng hóa trong kho của mình. Sau khi hỏi thăm, anh mới biết là vô tình có một học sinh trên đường đi học bị lũ cuốn trôi, mọi người đang trông ngóng. Vụ việc cách trường tiểu học 1-2 km. Vào thời điểm đó, do chiếc xe ô tô đưa đón các em đi học bị hỏng trên đường nên các em xuống xe đi bộ đến trường. Một em bị ngã thì các em khác lao vào kéo nên bị nước cuốn trôi mất tích. Jimu News đưa tin, hai nạn nhân là người dân làng Luan, cậu bé 12 tuổi Lan Yong và bé gái 7 tuổi Meng Tian. Theo người thân của Lan Yong, bọn trẻ chỉ xuống xe và đi bộ vì xe buýt của trường bị hỏng. Sau khi xuống xe, một người trong số họ đã bị cuốn vào mương nước ven đường. Thấy vậy, Lan Yong đầu tiên đưa em gái đến nơi an toàn, sau đó kéo một bé trai khoảng 6-7 tuổi lên, nhưng cuối cùng Ramon Tian, Yong và Meng Tian đều rơi xuống mương và bị cuốn trôi, thi thể của họ được tìm thấy dưới cống. Em gái 9 tuổi của Meng Tian cũng có mặt trên xe buýt của trường vào thời điểm đó. Cô cho biết, sau khi xuống xe, họ tiếp tục đi về phía trước, lúc đó nước chảy xiết. Vừa đi đến nơi an toàn thì nghe thấy tiếng kêu cứu của chị gái phía sau, Lan Yong chạy đến kéo em gái lên và cuối cùng cả hai bị cuốn trôi. Theo người thân của Meng Tian, vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, giáo viên của trường thông báo với phụ huynh trong nhóm WeChat rằng nếu học sinh không đi học được do trời mưa thì có thể xin nghỉ phép, nhưng đứa trẻ đã lên xe và đến trường vào thời điểm đó. Em gái của Meng Tian nói rằng tài xế cũng nghe thấy trong xe nói rằng anh ta không cần quay lại trường học, nhưng khi anh ta chuẩn bị quay trở lại thì xe buýt của trường bị hỏng. Theo người dân, người tài xế họ Hoang lái xe tải nhỏ và đưa đón trẻ em trong nhiều năm, 650 nhân dân tệ mỗi học kỳ. Do hơn chục đứa trẻ trong thôn phải đi ô tô nên có khi tài xế phải quay đi quay lại 2 lần mới đưa được hết các cháu đến trường. Hiện tài xế đã được các bộ phận liên quan khống chế. Động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã Ba Vân Nam và Tứ Xuyên. Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Bảy vừa qua có tin, một trận động đất 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã Ba tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Lúc 15 giờ 59 phút ngày hôm đó tại huyện Ninyang, tỉnh Vân Nam đã làm cho 2 người chết và 100 người bị thương. Sau thảm họa, Wu Shaoxi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đã chỉ đạo thành phố Lệ Giang nhanh chóng hiểu được tác động của trận động đất đối với sản xuất và đời sống của huyện Ninyang, đồng thời kích hoạt kế hoạch khẩn cấp động đất để làm tốt công tác cứu trợ động đất, xây dựng, giáo dục, giao thông, vận tải, du lịch và các bộ phận liên quan khác, đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến khu vực bị động đất để hỗ trợ hướng dẫn công tác cứu trợ động đất. Hiện tại, Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam đã phát động ứng phó khẩn cấp 3 cấp, khẩn cấp điều động 300 lều, 500 mền và 500 áo khoác đến khu vực thiên tai, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hỗ trợ hướng dẫn công việc cứu trợ thảm họa. Nhóm công tác dân sự do Yao Wuha, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh dẫn đầu, đã nhanh chóng đến khu vực thiên tai để hỗ trợ hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Đội cứu hộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân và lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân đã cử một đội gồm 15 người đến hiện trường để cứu hộ. Sở Y tế tỉnh Vân Nam đã cử hơn 30 bác sĩ và 6 xe cứu thương đến hiện trường để cứu hộ. Được biết, đội công tác hiện trường động đất đầu tiên bao gồm 11 người do Phó Giám đốc Chen Quyên dẫn đầu đã được điều động bởi Cục Quản lý Động đất tỉnh Vân Nam trên đường đến hiện trường. Vào lúc 15 giờ 59 phút ngày thứ Bảy, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã Ba Lệ Giang, tỉnh Vân Nam và Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Theo báo cáo từ các sở động đất của tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, hai người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Một số ngôi nhà trong khu vực bị động đất bị sập và hư hỏng. Thông tin liên lạc bị gián đoạn tại thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lộ, tỉnh Vân Nam. Những người đi du lịch tại khu thắng cảnh Hồ Lugu ở Lệ Giang, Vân Nam đang trên Weibo rằng các ngôi nhà địa phương bị hư hại ở các mức độ khác nhau do trận động đất và một số du khách bị thương do đá rơi. Cô Junji mô tả trận động đất khiến máy biến áp rơi xuống lề đường và dây điện bị đứt. Khoảng 2 phút sau khi động đất xảy ra tại ngã Ba Vân Nam và Tứ Xuyên, lúc 16 giờ 1 phút, một trận động đất khác mạnh 3,3 độ Richter xảy ra tại huyện Yawan, khu tự trị Lương Sơn Nghệ, tỉnh Tứ Xuyên. Gần đây, các trận động đất nhỏ thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Theo tin tức do Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa ra, tổng cộng 46 trận động đất đã xảy ra trên toàn quốc bao gồm cả Đài Loan kể từ tháng 6 năm nay. Trận động đất có cường độ xảy ra lúc 5 giờ vào ngày 10 tháng 6 ở vùng biển gần Yilan County, Đài Loan, mạnh 5,9 độ Richter, là trận có mức cao nhất.
Động đất ở Yangtze 4,9 độ Richter đạt kỷ lục trong hơn 60 năm. Quý vị thân mến, Cục Khí tượng Trung ương cho biết vào lúc 4 giờ 22 chiều hôm nay tại thị trấn Yangtze, huyện Tân Trúc, một trận động đất với cường độ 4,9 độ Richter đã xảy ra ở Yangtze, thị trấn, huyện Tân Trúc, lập kỷ lục trong hơn 60 năm và là trận động đất lớn nhất. Trận động đất có cường độ 4,0 độ Richter ở thành phố Jubei và một dư chấn với cường độ 3,4 độ Richter xảy ra gần tâm trấn lúc 4 giờ 29 phút sáng sau đó. Trung tâm dự báo động đất thuộc Cục Khí tượng Trung ương chỉ ra rằng trận động đất mạnh 4,9 độ Richter, tâm chấn là 24,75 độ vĩ bắc, 121,27 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu là 6,7 km thuộc loại động đất cực nông. Theo Trung tâm dự báo động đất, nó là một trận động đất nông trong độ sâu 70 km và một động đất cực kỳ nông trong độ sâu 30 km. Các trận động đất lớn nhất bao gồm 4 độ ở thành phố Jubei, huyện Tân Trúc, 3 độ ở thành phố Judong, 3 độ ở thành phố Trung Liên, huyện Đào Viên, 3 độ ở thành phố Đào Viên, 3 độ ở New Du, huyện Gia Lan, 2 độ ở Nam Ao, 2 độ ở thành phố Đài Bắc Mới và 2 độ Richter ở thành phố Đài Trung, 1 độ ở thành phố Đài Bắc. Từ 17 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, mưa lớn liên tục xảy ra ở huyện Kyube, tỉnh Vân Nam. Đã có nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra ở huyện Kyube do lượng mưa lớn. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, đã có tổng cộng 4 người thiệt mạng và 4 người mất liên lạc. Trong đó có 2 nhân viên cứu hộ trong số những người bị mất tích. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm những người đã mất. Từ 17 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, mưa lớn đã đổ bộ vào các khu vực phía đông nam tỉnh Vân Nam. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một số đoạn của sông King Shui và Quibe County đã trải qua lũ lụt vượt quá mức nước đảm bảo và lượng mưa lớn gây ra lũ lụt cục bộ ở Quibe County. Lượng mưa tích lũy ở huyện Quibe là 110,9 mm, trong đó lượng mưa cao nhất là 168,3 mm ở Ba Dao Sao. Trạm thủy văn Kyushinjiang và trạm thủy văn sông Shikudamao bắt đầu tăng mạnh vào lúc 23 giờ ngày hôm qua và mực nước đã đạt đỉnh và hiện tại mực nước đang xuống từ từ. Theo người có liên quan phụ trách Bộ Tài nguyên nước, mực nước cao nhất tại trạm Kyushinjiang là 966 m vào lúc 7 giờ ngày hôm nay, vượt quá mực nước đảm bảo là 2,88 m và lưu lượng tương ứng là 963 m khối mỗi giây. Vượt quá lưu lượng đảm bảo là 581 m khối mỗi giây. Cái gọi là mực nước đảm bảo là mực nước mà tại đó dự án kè có thể đảm bảo hoạt động an toàn của chính nó, còn được gọi là mực nước kiểm soát lũ cao nhất hoặc mực nước nguy hiểm. Thảm họa đã khiến 12 thị trấn ở Quibe County bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Hiện đã có 4 người chết và 4 người mất liên lạc. Theo thống kê sơ bộ, 108.500 ha cây trồng ở huyện Quibe bị hư hại và 14.700 ha cây trồng bị mất trắng, hơn 130 con đường và cầu bị sập, các cơ sở liên lạc và điện bị hư hại nghiêm trọng và liên lạc địa phương bị gián đoạn. Tổng số 572 xóm làng với 27.000 hộ gia đình trong quận bị mất điện, 100.000 nhân khẩu với hơn 150 ngôi nhà bị hư hỏng và hơn 600 người phải di rời. Tổng số hơn 25.000 hộ gia đình và 120.000 nhân khẩu trong 47 ủy ban thôn và 377 tổ dân phố ở 12 thị trấn ở Quibe County bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Theo quan điểm của các cơ quan dự báo khí tượng về lượng mưa liên tục ở các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây vừa qua, trước hết là việc ngăn chặn các dòng sông vừa và nhỏ và các trận lốc xoáy trên núi tiềm ẩn những rủi ro lớn. Bộ Tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai đã kích hoạt phòng chống lũ lụt vào lúc 11 giờ ngày hôm qua. Ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 và cử một nhóm công tác đến Vân Nam để được hướng dẫn. Thưa quý vị, kể từ khi lưu vực sông Dương Tử bước vào thời kỳ mưa lũ, nhiều nơi thường xuyên có mưa lớn. Trong tháng này, mưa dông cực lớn xảy ra nhiều nhất. Chỉ nghỉ một ngày duy nhất trong tháng. Trong mùa lũ năm nay, lưu vực sông Dương Tử có 74 ngày mưa lớn, trong đó có 64 ngày mưa lớn, chiếm 86% tổng số ngày mưa lớn, 18 ngày mưa cực lớn chiếm 24% tổng số ngày mưa lớn. Mưa xối xả liên tục hoặc mưa bão lớn gây ra lũ lụt trên núi, lũ sông, đê, đập tràn, lũ lụt bên ngoài và ngập úng bên trong, sạt lở đất và lở đất cục bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưu vực sông Dương Tử. Theo thống kê chưa đầy đủ của Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Vân Nam và các khu tự trị, hơn 100 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 10 triệu hecta mùa màng bị ảnh hưởng, 18 triệu người chết, hơn 4,3 triệu ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế hơn 150 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, 66 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng bởi thảm họa với dân số 36,88 triệu người và 345 người chết, 2,54 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 588.000 hecta mất mùa, 1,22 triệu ngôi nhà bị sập,
toàn tỉnh xảy ra 545 vụ vỡ kè và xả lũ, diện tích 204.000 ha và 5,45 triệu người bị ảnh hưởng, 5,896 triệu người bị nước bao vây, 4,778 triệu người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 50 tỷ nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ở thành phố Vũ Hán từ 2 ngày qua đã khiến 3 thị trấn của Vũ Hán bị bao phủ bởi một đại dương bao la nước, với diện tích 46 km2 bị ngập, chiếm 1/5 tổng diện tích đô thị và 130 triệu mét khối nước, tương đương với một hồ rưỡi đồng hồ. Tình thế nguy hiểm xảy ra trên kè chính sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, hàng nghìn người dân địa phương tổ chức vận chuyển đá đến nơi nguy hiểm, hơn 40.000 người mất nhà cửa khi đê vỡ ở Yangxinzhou, Yujiang, Yangtze. Tỉnh Giang Tây cũng là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong trận lũ thảm khốc này. 79 quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 40 quận, huyện, thành phố liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với dân số 22,13 triệu người, 193 người chết và hơn 70 người mất tích. Tổng cộng có 3,688 triệu người bị lũ bao vây và hơn 2,847 triệu người phải di rời khẩn cấp. Tổng cộng có 4 con đê với diện tích 600 ha và 40 con đê diện tích 66,6 ha lần lượt bị sập trong tỉnh. Trong đó có kè sông Dương Tử, Cửu Giang cũng bị sập. Hơn 28.000 cơ sở bảo tồn nước đã bị phá hủy bởi lũ lụt. 35 quận, huyện, thành phố liên tiếp bị ngập lụt và hoạt động của các tuyến đường sắt Qingjia, Chiết Giang, Giang Tây và Bắc Kinh, Cửu Long tạm thời bị đình chỉ. Động đất ở Pingtan. Mạng lưới động đất Phúc Kiến, Đài Loan xác định rằng vào lúc 10:08 sáng ngày 13, một trận động đất 3,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Pingtan, Phúc Kiến với tâm chấn ở 25,42 độ Vĩ Bắc và 119,9 độ Kinh Đông. Trận động đất rõ ràng đã được cảm nhận ở quận Pingtan và hơi cảm nhận được ở Phuking, Fuzhou và những nơi khác. Cách trạm địa chấn Pingtan khoảng 13,8 km. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 13, cô Trịnh đang làm việc trên tầng 18 của một tòa nhà ở đường Yuji. Đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung nhẹ, màn hình máy tính xách tay của cô cũng rung lên vài cái. Trận động đất Pingtan lớn hơn nhiều so với trận động đất ở Phúc Châu. Cô Yu sống ở Pingtan, Trinh Quan cho biết cô đang đổ nước vào cốc nước và cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất trong lúc rung lắc. Sợ âm thanh phát ra đột ngột và ngắn ngủi chưa đầy 2 giây trước và sau đó nên cô cũng như hầu hết cư dân đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi có ai đó hét lên động đất, cô mới vội vã đến sân chơi của trường tiểu học gần đó, nơi đã chật cứng học sinh vừa được sơ tán. Tất cả học sinh trong trường chúng tôi đều chạy ra sân chơi. Một học sinh từ trường trung học Pingtan Haijing cho biết họ đang ở trong lớp khi trận động đất xảy ra, giáo viên nói với họ không được hoảng sợ và sau đó dẫn họ đến một sân chơi sơ tán. Sau một lúc chờ đợi, tôi thấy rằng mọi thứ đã lắng xuống và một số học sinh đã sẵn sàng quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, trường đã đóng cửa sớm. Theo trang web của Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra hôm nay tại ngã ba huyện Tự Trị Ninh Lộ, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam và huyện Yanyuan, tỉnh Tự Trị Lương Sơn Nghị, tỉnh Tứ Xuyên. Hai người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, nhưng ngôi nhà trong khu vực động đất bị sập và thông tin liên lạc bị gián đoạn ở thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Giang, tỉnh Vân Nam. Sau trận động đất, Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề này và ngay lập tức phát động phản ứng cấp 4, sau đó sắp xếp công việc ứng phó khẩn cấp. Nhóm nghiên cứu hiện trường đến khu vực thiên tai để thực hiện công việc ứng phó khẩn cấp. Cả Cục Địa chấn Vân Nam và Cục Địa chấn Tứ Xuyên đều đã cử các nhóm công tác tại chỗ do các phó giám đốc dẫn đầu đến khu vực động đất để thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp. Theo báo cáo từ các cục động đất địa phương ở Vân Nam và Tứ Xuyên, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến 2 người chết và khoảng 100 người bị thương, nhà cửa bị sập trong khu vực động đất, thông tin liên lạc bị gián đoạn tại thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Long, tỉnh Vân Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất 6,5 độ Richter ở vùng biển Đài Loan làm rung chuyển tòa nhà khách sạn Đài Bắc. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 vừa qua, một trận động đất với cường độ 6,5 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển phía đông Đài Loan với tâm chấn ở 24,47 độ Vĩ Bắc, 122,39 độ Kinh Đông. Độ sâu của trận động đất là 61,9 km, hiện chưa có báo cáo về thảm họa. Và vào lúc 5 giờ 54 phút sáng cùng ngày, một dư chấn mạnh 5,1 độ Richter nữa lại xảy ra gần cùng tâm chấn. Theo báo tin tức ngày nay của Đài Loan Trung Quốc, do trận động đất có quy mô lớn,
nhiều người dân ở Nghi Lan đã bị đánh thức trong giấc ngủ. Tại trung tâm Nghi Lan có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác các tòa nhà rung chuyển nhẹ lên xuống khi động đất xảy ra. Sau đó các tòa nhà bị rung chuyển lên xuống, rung chuyển mạnh sang trái sang phải. Toàn bộ quá trình động đất kéo dài khoảng 15 giây. Vì cường độ trận động đất lên tới 6,5 độ Richter, trận động đất có thể cảm nhận được ở khắp Đài Loan. Trận động đất lớn nhất là Nana ở huyện Gia Lan và Heping ở huyện Hoa Liên. Trận động đất lớn cấp 2 là Wufensan ở thành phố Tân Đài Bắc, thành phố Hoa Liên, thành phố Di Lan và thành phố Đài Trung. Phần còn lại bao gồm thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Đài Bắc, Đào Viên, Tân Trúc, Miao Ly và những nơi khác đều là cấp 3. Một phóng viên cảm thấy chấn động trong một khách sạn ở khu Tây Môn Đình của Đài Bắc và tòa nhà khách sạn rung chuyển dữ dội. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất trên 6,5 độ Richter ở Đài Loan trong năm nay. Nó là một trận động đất khác với cường độ 6,4 độ Richter về phía đông bắc cách chính quyền của huyện Bình Đông là 28,4 km vào lúc 10 giờ 35 phút sáng ngày 16. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Động đất của Cục Khí tượng Đài Loan, trung bình hàng năm Đài Loan có 3 trận động đất từ 6 độ Richter trở lên và trung bình 30 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên xảy ra hàng năm. Năm ngoái không có trận động đất nào với cường độ từ 6 trở lên xảy ra, nhưng đến nay đã có